Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Mày Bảo Hân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tỉa một mẫu hoa trên quả bí ngô non. Và hôm nay thì Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ với các bạn và trả lời với các bạn một cái câu hỏi mà Mẹ Bảo Hân nhận được khá nhiều từ các bạn đã xem kênh. Đó là việc cắt tỉa rau củ quả thì có cần phải quá đầu tư vào cái dụng cụ để cắt tỉa hay không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tỉa hoa trên một cái quả bí ngô non. Đây là một quả bí ngô tiên, nó còn non và mình sẽ cắt tỉa trên nó. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng compa này và dao tỉa. Compa thì chúng ta sẽ tạo hình tròn và để chúng ta dùng dao chúng ta tỉa. Đây là một cái dạng tỉa là dạng chạm khắc. Với bí ngô non thì nó là một cái loại nguyên liệu mà khi các bạn tỉa các bạn hết sức lưu ý, nó rất là nhiều nhựa. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái giấy ăn ở bên cạnh để chúng ta lau ngay cái nhựa đi rồi chúng ta mới tiếp tục chúng ta hoàn thiện được. Như các bạn luôn nhìn thấy trên các video của Mẹ Bảo Hân thì có hai con dao tỉa cơ bản mà các bạn hay nhìn thấy, đó là cái con combo màu đỏ này hoặc là cái con màu vàng. Thì thực ra cái cơ bản nhất thì mình vẫn dùng cái con combo màu đỏ này rất là nhiều. Và mình mua nó với cái giá rất là rẻ, chỉ có 15.000 một con thôi. Thế còn cái con màu vàng mà các bạn nhìn thấy ở phía đầu video thì cái con đấy nó có giá là 150.000. Mình mua cách đây đã là 3 đến 4 năm rồi và nó dùng vẫn rất là tốt. Đây là cái dòng dao của Thái Lan. Thì cái lưỡi thép của nó rất là tốt và các bạn mài đi mài lại vẫn sử dụng được. Nhưng cái con dao màu đỏ mà các bạn đang nhìn thấy thì thường là mình mua rất là nhiều. Mình mua với số lượng khoảng 2-30 cái một lần, bởi vì là mình tỉa nhiều. Cho nên là mình mua để mình tỉa, bởi vì mỗi một lần tỉa xong thì mình không mài lại nó được. Mài lại thì nó không còn sắc nữa các bạn nhé. Cho nên các bạn xác định đầu tư thì chúng ta hãy xác định ngay từ đầu để đầu tư làm sao cho nó phù hợp. Với mỗi người thì có thể là cái nhu cầu nó lại khác nhau. Đó. Cái mẫu này thì nó là một cái mẫu chạm khắc và bắt buộc các bạn phải có những cái con dao tỉa như thế này thì các bạn mới tỉa được. Thế còn với cái mẫu trẻ cánh thì các bạn chỉ cần là với cái con dao đơn giản, dao nhọn đơn giản bình thường là các bạn đã làm được rồi. Đó, thế cho nên là rất nhiều bạn hỏi với mình là khi mà học về cái nghệ thuật này thì có phải đầu tư quá nhiều không? Thì mình cũng phải thẳng thắn trả lời, chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn muốn đi sâu, đi nhiều, đi lâu và xác định rằng là sẽ kiếm ra được kinh tế từ nó thì chắc chắn các bạn phải đầu tư. Và các bạn lên nghiên cứu và đầu tư ngay từ ban đầu để cho mình đỡ tốn kém nhé. Còn thì việc các bạn mà chỉ đơn giản là chúng ta học để chúng ta trang trí trong mâm cơm trong gia đình chẳng hạn, hoặc là rèn luyện cái tính khéo tay cho mình thôi. Không nhất thiết là học để trở thành một nghệ nhân hay học để là chúng ta có thể kiếm ra được thu nhập từ nó. Thì các bạn cũng không nhất thiết là phải đầu tư quá nhiều. Đó là những chia sẻ rất thật, rất thẳng thắn từ mình. Mình thì mình cũng không phải để trở thành một nghệ nhân với chuyên nghiệp, mà những video mình làm là những video mà mình sẽ quay, sẽ edit lại thì mình phải đầu tư máy quay nhé các bạn nhé. Đầu tư máy quay, đầu tư nguyên liệu và đương nhiên là cái đam mê của mình. Cùng với đó là những cái video của mình làm là để mình còn bán cái sản phẩm trà hoa cúc, kim cúc mà các bạn luôn. Và trong cái video này thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn là tùy vào mục đích của các bạn để các bạn sẽ đầu tư. Có nhiều bạn nói mình là đầu tư có quá lớn không thì mình cũng nói rồi. Mục đích của bạn là cái gì thì bạn sẽ phải đầu tư như vậy. Nếu như bạn đầu tư để chỉ đơn giản là bạn biết cắt tỉa trong gia đình hoặc là làm những bữa cơm tiệc thì rất là đơn giản thôi. Có những cái bạn học viên của mình, các bạn ấy đầu tư chỉ có chưa đến 100.000 là các bạn đã đủ hết tất cả các đồ rồi. Ví dụ như chỉ cần một cái con dao 15.000 như các bạn đang nhìn thấy. Cùng với đó là các bạn có thể mua thêm là một cái bộ sủi chỉ 75.000 thôi, trên Lazada, Sen Đỏ đều có. Thì các bạn vẫn có thể là theo đuổi được cái đam mê này và các bạn ấy vẫn trang trí được. Thế cho nên là chúng ta cũng không nhất thiết quá cầu kỳ. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn xác định các bạn làm video như mình thì ngoài việc các bạn đầu tư về cái việc các bạn học cắt tỉa đúng không ạ, thì các bạn cũng còn phải đầu tư về máy quay, đầu tư về rất nhiều thứ khác nữa. Thì chúng ta mới có thể tạo lên được những cái video mà có thể tạo ra được cái tiền quảng cáo, cùng với đó là cũng quảng cáo cho chính cái sản phẩm của các bạn. Ví dụ như mình thì mình vừa thu nhập từ cái tiền quảng cáo từ YouTube, thứ hai là mình thu nhập
từ cái nguồn quảng cáo mà mình không phải mất tiền đăng ký quảng cáo cho cái thương hiệu mẹ bảo hân.com và cái sản phẩm trà hoa cúc kim cúc sấy điện lạnh của mình, thì đấy cũng là một cái nguồn thu nhập từ mình rồi đó. Thế cho nên khi các bạn cắt tỉa hay học về cái nghệ thuật này thì các bạn cũng cân nhắc xem cái mục đích cuối cùng của các bạn nó là cái gì, thì lúc đó các bạn sẽ có thể là chúng ta đầu tư nhé. Còn cũng có rất nhiều bạn học viên của mình khi mà mới đầu mới ham mê thì rất là thích và đầu tư đến vài ba triệu bạc, thế nhưng mà sau đó thì chán bỏ rồi thì nhờ mình là bán lại những cái bộ dụng cụ. Thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn luôn là mình sẽ không làm cái việc đó các bạn nhé. Ngay từ đầu, đặc biệt là những bạn đã học mẹ Bảo Ân, đã cùng là học viên của mẹ Bảo Ân, thì ngay từ đầu, những cái buổi đầu tiên mẹ Bảo Ân luôn luôn chia sẻ là các bạn đừng vội mua dụng cụ, mà các bạn thậm chí các bạn có thể mượn dụng cụ của mẹ Bảo Ân nếu như bạn đến nhà. Còn đâu thì mình luôn luôn chia sẻ với các bạn những cái dụng cụ cơ bản nhất để các bạn biết làm đã, rồi hãy tính là mình có mua hay không, có đam mê tiếp hay không đó. Chứ còn nhiều bạn thì mới ban đầu đã ham mê, đã mua rất là nhiều, sau đó thì đến lúc không làm nữa thì lại quay ra gọi cho mẹ Bảo Ân nói là chị có thể là chị bán lại giúp cho em được không. Đây là một điều mà mẹ Bảo Ân thẳng thắn luôn trong tất cả các video, và cũng thẳng thắn luôn với các học viên của mình là mẹ Bảo Ân sẽ không làm việc này các bạn nhé. Bởi vì ngay từ đầu mình đã có cái sự thống nhất từ đầu rồi, mà nhiều bạn vẫn cố tình mua, cố tình làm. Sau đó thì khi mà các bạn chán nản, các bạn buông bỏ, các bạn lại nhờ mình bán thanh lý lại hộ, thì mình nói luôn là mình không giúp. Thế còn thì với cái sản phẩm, với những các cái dụng cụ, thì mình vẫn luôn giới thiệu với các bạn là mình mua ở đâu thì mình giới thiệu ở đó. Mình mua rất nhiều, mua trên Lazada, mua Sen Đỏ, mua cả ở chợ khu vực nhà mình ở. Thế nhưng mà có một cái địa chỉ mà mình vẫn luôn giới thiệu với các bạn, đó là bạn Đặng Ngọc Sơn Caravan. Thì bạn ấy là một cái người mà bán cái dụng cụ cắt tỉa, không chỉ là cắt tỉa mà chỉ là những cái dụng cụ nhà bếp nữa, rất là chuyên nghiệp. Và các anh em đầu bếp trên cả nước thì bạn ấy là một người rất là có uy tín, và mình đã chia sẻ rất nhiều các video rồi. Và các bạn chỉ đơn giản là vào Facebook của mình, hoặc vào Facebook Đặng Ngọc Sơn Caravan, hoặc là trang web nghệ thuật bếp của bạn ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt hàng và mua hàng được từ sản phẩm từ bạn ấy. Đó, còn mình không bán sản phẩm là các dụng cụ để cắt tỉa, mà mình bán sản phẩm trà hoa cúc, kim cúc, sấy điện lạnh các bạn nhé. Cho nên khi gọi điện cho mình thì rất mong là mọi người sẽ nhìn kỹ cái nội dung mà mình đang ghim số điện thoại là bán về sản phẩm gì, để các bạn có thể mua được sản phẩm từ mình. Và hôm nay là một mẫu hoa trên cái quả bí ngô non, và mình chia sẻ với các bạn, và rất mong các bạn có thể học được cái mẫu hoa này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Bảo Ân.